Hello, chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại kênh của Máy Tính Cô Mai. Thì hôm nay mình bây giờ đang là 10 giờ 9 giờ 58 phút. Thì mình có một vài tâm sự muốn chia sẻ cùng anh em. Là vì hôm nay mình có nhận được một cái cây của cái bác. Một bác, bác cũng lớn tuổi rồi, cũng già già rồi, sửa về cho cháu học. Bác gia đình cũng một chút không dư giả để mua bộ máy mới, thì bác ấy xin được bộ máy cũ. Thì câu chuyện thì nó cũng chả có gì, mình cũng hỗ trợ hết mình thôi. Thì đến thì mình kiểm tra thì mình cho các bạn xem qua đây. Máy thì được mua vào tháng 1 năm 2008, 27 tháng 1 năm 2008 các bạn nhé. Đây mình sẽ cho các bạn xem rõ tem này. Các bạn thấy năm này không? Để mình dừng lại. Đấy. Đây là trên này là 2007, dưới là 2008. Đây đánh dấu ngày 27 đây. Đánh dấu tháng 1 này, năm 2008 này. Không biết có zoom xa được không. Rồi, với câu hình nữa là main Asus P5GC XMX. Series này từ năm 2007 đây. Để mình cho các bạn xem rõ cái tem 2007 này. Mình nhìn thấy 2007 chưa? Đấy, thì cái bộ máy tính này thì nó đến bây giờ nó được sản xuất năm 2007, thì đến bây giờ nó đã được 2007, 2017, 2007, 2017 thì là 15, 2022, 5 năm nữa. Thế dự chi là nó rơi vào tầm 2007 này, 2017 là 10 năm này, 2020 thì 7 cộng với cả 5 thì 12. Ồ, nó rơi khoảng hơn chục năm đấy, 15 năm rồi. Thì mình cũng thương tình đến với câu hình của bác ấy cầm đến này. Đây, đây là cái câu hình của bác ấy cầm đến. Đấy, sử dụng một con chip của, con chip này có mã hiệu là, thời điểm đấy con chip này thì nó cũng gọi là tương đối VIP rồi. 2007 thì thời điểm đấy mình mua máy nó chạy chip Xeon. Thì với cấu hình này thì nó cũng tương đối là kinh khủng rồi. Thời điểm 2007-2008 là mình đi ráp máy là ráp con Cebu Xeon 3.06. Con chip đầu tiên của socket mới này. Này, làm này, nhìn để cho nó rõ này. Bây giờ nó mở hết rồi các bạn. Đây. Đó là Bentum 4. Bentum 4 3.06 cách 2B. Đây, bạn nhìn thấy rõ Bentum 4 chưa? Đấy. Bentum 4 3.06 cách 2B. Bớt 800. Đó. Và một chiếc RAM DRAM 2 512B. Các bạn nhìn rõ chữ 512B chưa? DRAM 2 bớt 667 này. 512B. Đó. Rồi, câu chuyện thì nó chả có gì đâu. Thì khi mà mình bác đến sửa thì mình có cài lên Win 7. Thì mặc định của nó là Win XP. Thì bây giờ vào quét nó viết chắc thì không vào được nữa rồi. Thì mình có cài lên Win 7 và nâng cấp cho bác lên thành đây. RAM 2GB chip E5007 3 chấm
Đó. Với cái cấu hình E5007 với cả RAM 2GB, ổ cứng mình giữ nguyên nhá. Tại vì người ta không có tiền. Và mình cài lên viên 7 thì chạy thì nó cũng gọi là tạm 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 được. Tạm tạm được các bạn nhé. Thì trước khi mà mình làm xong rồi thì mình con này nó bị lỗi BIOS là không update ngày giờ, thì mình đã hướng dẫn là khi mà bật máy lên thì có ấn F1 F2. Đấy, còn nó lỗi lặt vặt thì mình cứ tự xử lý thôi, tại vì nó cổ quá rồi. Mình thay hai cái này thì mình chỉ lấy 100.000 cả công cài đặt Windows. Đấy, thay hai này bằng hai cái đời cao hơn gấp đôi gấp ba lần đấy, thì cộng với cài Win thì mình lấy 100.000. Bác đem về nhà bác chả biết bác chạy kiểu gì thì nó không 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 đại loại như là nó vẫn lên, nhưng mà khi mà cắm vào thì bác bảo là lổ tẹt tẹt điện ở cái ổ này này, thì cái cây nào nó chả lổ tẹt tẹt điện khi mà mình cắm vào. Và cái thứ hai nữa là nó không không tắt hẳn được máy, không tắt hẳn được máy. Cái vấn đề đấy chắc là do cái main này BIOS nó thấp quá, nó không hỗ trợ cái con chip mới, thì vấn đề giải quyết thì nó đơn giản thôi, áp BIOS đây là xong. Nhưng mà khi bác ấy đem đến thì bác ấy bảo là mày lắp cho tao con CPU đẻo mới ở cái RAM đẻo. Nó không 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 chạy chạy không chạy được. Thế bây giờ mình mới hỏi các bạn là cái cấu hình này thì chạy được cái gì? Đấy. 15 năm tuổi rồi chạy được cái gì? Từ 2007 đến bây giờ. 2007 2008 đến bây giờ thì chạy được cái gì? Mình đã nâng cấp thay cho như này, đã không hỗ trợ hết mức có thể. Đấy. Má bác bảo là mày thay cho CPU đẻo, mấy cái RAM đẻo. Đâu rồi thì cái, đây này nó vẫn tích này. Thì mình sẽ mai bác ấy sẽ đến. Nói chung là cái lỗi những cái lỗi lặt vặt mình vừa ấy up lại BIOS thì đã fix xong hết rồi, chỉ còn cái lỗi là không update được ngày giờ thì cài cái ứng dụng tự next là net time ấy, nó cứ có mạng nó tự cầm cho ngày giờ, thì cái đấy ok. Mai bác ấy đến thì mình sẽ đưa cho bác cái này, một là chó lắp giá cho bác, hai là bác cứ thế bác cầm về bác chạy chó giá lại cả cái đồ này của bác, còn bác thích đi chỗ nào bác sửa thì bác đi thôi, chứ bây giờ thì cháu cũng chịu rồi, hết hết bài rồi, hết cách rồi, hỗ trợ hết mức có thể rồi, còn chỉ có bây giờ nếu mà muốn nhau ngon hơn nữa thì chỉ có mua cái cây khác thôi, mua cây H61 hoặc H81 thôi để cài Win 7, Win 10 thì nó bộ SSD cài Win 7, Win 10 thì chạy thì ok thôi, để học hành thôi. Còn như thế này thì nó chỉ chạy được đến mức như này là hết cỡ có thể rồi. Còn bây giờ nó nhanh hay nó chậm thì mình cũng chịu. Đấy, mình chỉ cài này vào mạng, ok, Zalo, giao tiếp mình cài hết đầy đủ. Còn nó nhanh hay nó chậm thì mình không thể xử lý được cái đấy các bạn nhé. Bây giờ muốn nhanh hơn thì thay cái này ổ SSD, nhưng mà cũng không giải quyết vấn đề gì, nó vẫn rất chi là chậm, mà cũng tốn thêm 600-700 nghìn nữa. Nếu mà ổ ngon thì cũng tốn thêm từ 4 đến 600 nghìn. Đấy. Mình không có vấn đề đâu, nhưng mà chỉ bực mình mỗi cái bác ấy bảo là bác ấy, mình thay cho bác ấy con RAM mấy con CPU đẻo. Thực tình thì mình làm nghề bao nhiêu năm nay rồi. Mấy cái này mình chả để hoài đến vấn đề là nhảy đồ trộm đồ hay là như nào của người ta. Và bác ấy nói câu đấy mình nghe nó tự nhiên mình cảm thấy nó ức chế. Mình bảo ngay bác đấy là bác ở đây cho lắp giả cho bác y như cũ, không bác phải bác đem về bác dùng. Ê, bác ấy thấy mình nói thế thì chắc bác ấy cũng nghĩ thế nào ấy, thì bác ấy bảo thôi mình cứ vất đây mình xử lý cho bác ngon lành thì mai bác qua lấy. Thực ra là mình lúc đầu mình định lắp giả cái này đấy, mình đưa cho bác ấy đem về đấy, chứ không mình cũng không nghĩ là
sửa chữa gì đâu, nhưng mà thôi nghĩ đi lại một lúc thì thôi, mình update BIOS lên rồi thì bây giờ chạy nó ngon lành rồi, tắt máy tắt miếc ok hết rồi, mọi thứ đều ổn định rồi thì thôi, mọi thứ thì thôi mình cũng không nên đấy quá, thì nó cũng là một bài học cho mình thôi. Thì lần sau mình có gặp cái trường hợp cây như này ấy, thì mình cứ nói thẳng với người ta là cái máy này nó cổ quá rồi không chạy được, thì khuyên người ta mua cái mới cho nó nhanh, chứ mình không lên dây dưa như này nó rất mệt người các bạn ạ. Mất 3 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ để cài lại win với cả nâng tha lắp những cái này vào cái máy này, mất 2 tiếng đồng hồ ấy, cài lại win này, lắp cái này vào đấy, tra keo tản nhiệt các kiểu xong cài lại win thì lấy 100.000. thực tình cái này nó mình cảm giác nó khi bác ấy nói thế mình cảm giác rất chi là ức chế. Thôi câu chuyện thì mình muốn chia sẻ đây thôi, nó cũng là bài học cho mình và cho anh em, sau có gặp phải trường hợp này thì tốt nhất là nói thẳng với người ta là chịu, không thể khắc phục được, tránh tình trạng là nó đổ cổ quá rồi ấy. Mình còn đôi khi mình cũng muốn làm nó tốt lên thì nó không được, tại vì tốc độ nó chỉ được chậm đến vậy thôi. Ok, thì clip bây giờ nó cũng dài quá rồi, chào anh em nhé. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì cho mình xin vào đăng ký kênh nhé để ủng hộ mình.